Em chào các bác nhá. Hôm nay thì em giới thiệu tới các bác dòng máy 125 ginseng và dòng máy 200 cũng là ginseng luôn anh em nhé. Đây là dòng ginseng 5A này. Đây. Nó cũng là dòng ginseng anh em nhé. Ginseng. Đấy, và ginseng. Cái thương hiệu này thì nó đã ăn liền với lại thời gian là cũng khá là lâu rồi anh em ạ. Thì đóng ở dưới tất cả các cái dòng máy của những cái xe ba bánh thì không thể thiếu những cái dòng máy này được. Đấy. Vì tất cả các cái dòng máy thì đều dùng những cái hãng ginseng này. Đấy. Vì cái thương hiệu của nó thì các bác yên tâm nhé. Cái chất lượng nó phủ sóng ở Việt Nam thì nó cũng khá là lâu rồi. Thì nên các bác yên tâm về cái chất lượng. Và hai nữa là hàng thì em nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Trung Quốc. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Con máy 125 này thì nó đi kèm một cái chế này. Một cái cần khởi động này. Một cái co xăng này. Bộ gioăng này. Đấy. Và một cái cần chuyển số. Đây là máy 125 anh em nhé. 125 lồng nhôm. Ở máy thì đầy đủ mã tem, mã vạch đầy đủ hết anh em nhé. Máy thì cái trục của nó là trục cốt 17 anh em nhé. Đây này. Đấy, trục cốt 17, trục cốt dài anh em nhé. Trục cốt này là trục cốt dài. Chứ nó không như những cái dòng máy Gemway của mình, nó trục cốt nó ngắn lắm, nó chỉ tới đây thôi. Thì nó bấu vào cái số nùi thì cực kỳ nó nhanh mòn. Thì anh em nào có quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em để tham khảo nhé. Về cái dòng máy này. Đầu bò 1IX130. Đầu bò nó đây. Nên là anh em yên tâm về chất lượng số khung số máy này. Nhiều anh em bảo mình có đóng được số khung không là mình không đóng được số khung số máy anh em nhé. Thì chỉ để nguyên bản vậy thôi. Đầu cổ xả là ốc 8 này, cực kỳ cứng. Máy đời mới bây giờ nó đều là ốc to hết. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Máy 125. Và chuyển sang con máy 200 này. Ginseng, cũng là ginseng anh em nhé. Trục cốt này của nó là trục cốt 20. Đấy. Trục cốt 20 anh em nhé. Thì tiện thể hôm nay mình quay lên để cho anh em xem luôn. Máy đây. Bao chuẩn cho anh em. 200. Máy côn anh em nhé. Đấy. Nhiều anh em bảo chứ máy 175, 200 có máy tự động không thì mình bảo là những cái dòng máy này là không có anh em nhé. Những cái dòng máy đấy là không có. Đấy. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Máy nòng nước, máy nước. Dù có gió cái nước. Đấy, ốc. Yên tâm các bác về chất lượng. Những bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé.